giết cáo bị báo ứng. Chuyện này do bà tôi kể lại, được sự đồng ý của bà, tôi xin viết ra chia sẻ cùng quý độc giả. Các vị nhất định phải dứt tuyệt không làm ác, chuyên làm các điều lành. Nhân vật kể trong chuyện đều có thật, đều do bà tôi chứng kiến. Sau đây là nguyên văn lời kể của bà tôi. Năm 1951, Bắc Kinh mới giải phóng. Lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, cùng phụ thân cư ngụ ngoài Vĩnh Định Môn. Vĩnh Định Môn lúc đó còn là một vùng hoang vu hẻo lánh. Đối diện nhà chúng tôi là gia đình họ Tất. Họ gồm có hai vợ chồng và các con cháu cùng ở chung. Lúc đó phía sau nhà họ có nhiều cây táo. Tôi thường cùng các bạn nhỏ đến đó chơi đùa và hái táo ăn. Một hôm nghe ông Tất khoe, sau nhà ông có hồ ly xuất hiện. Ông nhất quyết làm bẫy bắt hồ ly. Chưa đầy mấy ngày, tôi nghe nói lão Tất đã tóm được một con hồ ly, hơn nữa còn lột sống da của nó làm khăn choàng cổ. Mấy ngày sau, tôi tới nhà lão Tất chơi. Vừa bước vào sân thì gặp ngay bà cô họ Biên, là hàng xóm của lão Tất. Bà nói, ông Tất bị bệnh nằm mẹp, không đi được nữa rồi. Tôi liền chạy thẳng vào trong. Lúc này thấy con trai và cháu trai của ông đứng bên cạnh giường chăm sóc. Thật lạ, lão Tất bình thường là một người vạm vỡ, cao hơn 1m7, nhưng bây giờ nhìn ông ta nằm thu lu trên giường, cò rút lại chỉ còn khoảng 70-80cm thôi. Hơn nữa, toàn thân ông run lập cập, mặt cũng biến dạng, mồm gắng sức lắp bắp nhưng không nói được gì. Nghe người nhà ông kể, hồi hôm ông còn gào thét tru lên rất thảm thiết. Mấy đứa nhỏ chúng tôi nghe vậy sợ quá, xúm nhau cò giò chạy hết. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông Tất, vì mấy ngày sau thì ông qua đời. Nghe nói lúc tắt hơi, người ông khô kiệt, tay chân giống như hồ ly, mặt cũng giống hồ ly nữa. Gia đình không liệm ông trong quan tài, mà chỉ bỏ vào cái hộp gỗ. Nghe bà láng giềng họ Biên kể lại, tối đó ông chết rồi, có rất nhiều hồ ly tụ lại nơi sân nhà ông, vừa kêu vừa nhảy. Nghe xong câu chuyện tôi hỏi, bà có nhớ lầm mà kể thiếu chính xác không vậy? Bà đáp, hoàn toàn không. Việc xảy ra khủng khiếp này luôn ám ảnh, in sâu vào tâm trí não bà. Cả đời bà không bao giờ quên được cái cảnh ông Tất bệnh nằm trên giường. Nguyên nhân sư Diệu Dung xuất gia. Tôi chào đời trong một gia đình công nhân phổ thông. Gia cảnh cha mẹ đôi bên tương đối khác biệt. Mẹ tôi là một người rất tin thờ thuyết, trên đầu ba thước có thần linh. Cực kỳ tôn trọng đạo đức gia đình theo truyền thống Đông Phương và trưởng thành từ trong đó. Điều này có thể nói là do ảnh hưởng tổ tiên bên ngoại của mẹ tôi. Bởi dòng họ Lý có hai vị tiên hiền, nhưng tôi không rõ đời nào là thầy của nhà vua Triều Thanh được hoàng đế ân phong là Võ Trạng Nguyên, dựa theo bối cảnh lịch sử trên. Gia tộc chúng tôi đã có một thời hiển hách huy hoàng và cực thịnh. Bà ngoại kể, tổ tiên bà rất ưa làm phúc, gia phong liêm chánh. Những năm đói kém thường mở kho bố thí, nấu cháo cứu tế, chẩn bần giải tai. Nhờ âm đức tổ tiên, cho dù đến bà cố gia đạo, tuy có suy vi, nhưng vẫn giữ y nếp xưa theo đúng lời ông cha hằng giáo huấn. Phải luôn dùng đức báo oán, dùng thiện đãi nhân. Đây là việc đáng mừng, đáng tự hào cho dòng tộc. Bà ngoại tôi sau khi kết hôn, gia phong vẫn duy trì chánh khí, nhất là đối với con gái. Lo huấn luyện nữ công thêu thùa, gia chánh khéo léo. Khi cười, vẫn giữ oai nghi, đi đứng nghiêm trang, hiếu kính song thân, chu đáo với khách. Phải nói là tất cả con cháu đều được giáo dục kỹ lưỡng. Bà ngoại sinh 6 con, gồm 3 trai, 3 gái. Mẹ tôi là trưởng nữ, nhờ thọ hưởng nền giáo dục tốt nên được lợi ích rất lớn. Mẹ tôi từ nhỏ, tính tình ôn nhu hiền lương, thành tín, minh lễ,
đối với người khoan hậu, thông minh, khéo léo. Bà cùng Phật môn đặc biệt có duyên. Ngoại trừ thời chiến loạn, bà chào đời trong chùa. Sau khi bà ra đời không lâu, thì ông ngoại mua bức tranh Nhị Thập Tứ Hiếu và tượng Quan Âm, ngàn tay ngàn mắt, từ Thượng Hải đem về thờ. Ông bà ngoại và bà cố tôi đều kinh ngạc khi phát hiện mẹ tôi càng lớn, càng giống hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một dạo, điều này thành là đầu đề bàn tán của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Thật là rất ngộ. Mẫu thân tôi tính tình dịu dàng ôn nhu, rất thích thi họa. Tuy học chưa hết đệ ngũ, nhưng bà rất có tài. Năm 1958, gia cảnh càng khó khăn, chị em tăng thành 6 người. Do vậy mà mới 14 tuổi, mẹ tôi bị bắt phải thôi học để đi làm, phụ sớt chia gánh nặng cuộc sống cùng cha. Vì hiếu thuận, bà ngoan ngoãn dân lệnh, chẳng mảy may có lời than oán. Tiếp theo đó, bà nếm trải 10 năm phong vũ luyện mài, phải làm nhiều việc khác nhau để sinh nhai. Nhưng chẳng vì vậy mà bị thui chột trí thức đối với khát vọng về chân đế cuộc đời. Trong đoạn văn Tư Ngộ, bà viết: cuộc đời tôi giống như một quyển sách dày, lật trang nào cũng đều có mưa cùng bão dữ. Muốn chọn một bến đổ giữa phong ba, cũng phải ra sức phấn đấu trong cảnh nổi chìm. Tuy đã nhìn thấy bờ rồi mà vẫn còn cách một khoảng xa, nên dần phải hướng lên, tiến tới mãi. Cuộc đời tôi cũng giống như vậy, vẫn luôn phải cố gắng tiến bước không ngừng về miền đất thánh, phải quỳ dài mà tiến lên. Cả đời mẹ tôi thường nhẫn nhục gánh vác, đối với nhân sinh luôn có cái nhìn hướng thượng, thiên về nẻo sáng. Năm 1997, trải qua mấy mươi năm mài luyện chua cay, cuối cùng vận mệnh mẹ tôi cũng phát và nhìn thấy ánh mặt trời. Đầu tháng 6 năm đó, bà lên Nga Mi hoan hỷ nghe giảng kinh. Lời dạy của Phật như trận mưa cam lộ tưới đẫm vào nội tâm khô cằn của bà. Mẹ như kẻ nghèo gặp châu báu, rơi lệ như mưa. Tuy chưa quy y, nhưng từ năm 1997 phát tâm ăn chay trường cho đến nay. Hiện tại, bà là đệ tử Tam Bảo. Quyết tâm ngay một đời này, liễu thoát sinh tử, xin cầu cho mười phương, tất cả chư Phật Bồ Tát ba đời, gia hộ mẹ tôi, có thể vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ sinh tử, viên mãn đại nguyện Bồ Đề. Sau khi tham gia quân ngũ rồi, tôi mới bắt đầu học Phật, dưới sự dắt dìu của mẫu thân. Tôi thấm nhuần pháp ích, học Phật không lâu thì gặp dịp bộ đội cắt giảm 50 vạn nhân sự. Tôi dội xin từ chức, giả biệt 7 năm sống trong quân đội, chuyển về địa phương. Mặc dù điều kiện công tác đang được ưu đãi, lãnh lương rất cao, nhưng tinh thần tôi lại cảm thấy cuộc sống khổ phiền và ngột ngạt. Dần dần nhen nhúm ý muốn xuất gia. Có thể đây là nhân duyên đời trước của tôi, nhưng cũng có thể nói, từng bước trưởng thành của tôi đều không rời bàn tay nâng đỡ, giáo huấn dắt dìu chuẩn mực của mẫu thân. Mẹ tôi dạy, xuất gia không phải việc nhỏ, con phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy quyết định. Việc này giống như mũi tên một khi đã bắn ra, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Nếu có chết á thì cũng phải chết trên con đường hoằng pháp nghe con. Cảm ơn Phật Bồ Tát đã an bài. Không bao lâu, tôi được Hòa Thượng Thể Quang, vị cao đức đương kim Thiền Tông thu nạp. Thực cảm ơn sư phụ đã từ bi, hai lần tiếp kiến đều đáp ứng thỉnh cầu xuất gia của tôi. Khoảng tháng 7 năm 1999, tôi từ bỏ công tác, nhiều người thèm muốn, được mẫu thân hỗ trợ. Tôi bố thí hết y phục vật dụng thế tục, sửa soạn hành trang giản đơn, lên xe lửa Nam Hạ. Mẹ tôi cần khổ một đời, chỉ có duy nhất một con gái là tôi. Song, bà vẫn có thể cứng rắn đúng hẹn, hộ tống tôi đến chùa Tịnh Cư, núi Chân Cư, tỉnh Giang Tây.
ngày 28 tháng 8 năm 1999 âm lịch. Tôi chính thức thế pháp xuất gia, được sư phụ ban cho pháp hiệu Diệu Dung Tự Thanh Minh. Từ sau khi phụ thân mất, hai mẹ con chúng tôi nương nhau mà sống, cùng bầu bạn hơn 10 năm qua. Lúc nghỉ phép, tôi rất thích nghe mẫu thân nhắc về thời thơ ấu của mình. Mỗi khi bà kể, căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười. Do tính tôi thở bé khác biệt với đa số trẻ nít, khiến mẹ tôi nếm đủ mùi đau đầu. Mẹ kể, người ta thường nói, con nít mới sinh rất xấu xí, nhăn nhúm. Nhưng tôi sinh ra, ấn đường no đầy, rất sáng, sống mũi hiện rõ thẳng cao, mặt mày hồng hào, hai má lúm đồng tiền. Bà mụ khi phụ đỡ đã không ngừng tắm tắt. Ôi trời đất ơi! Sao bà? Con bé nó xinh quá đi thôi à! Dạ, em bé xinh đẹp này, mấy ngày sau đã khiến cho mẹ dở khóc dở cười vì màn quấy nhiễu kinh khủng. Trước tiên, vừa chào đời, thì tôi khóc oa oa, và cứ thế tấu mãi không ngừng, suốt 100 ngày đêm chẳng gián đoạn. Tôi cứ đêm khóc ngày nghỉ. Mẫu thân kể, tôi có thể khóc một hơi 4 tiếng đồng hồ, thành tích vượt hơn chỉ tiêu này cũng có mấy lần, nhất là vào nửa đêm. Khiến hai ba dãy nhà của các chú dì ngủ xung quanh đều bị tiếng khóc của tôi hành hạ. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc đó ba mẹ tôi có thể chịu đựng được và cam cảnh tra tấn như vậy suốt hơn 3 tháng trời ròng rã, bất kể ngày đêm. Mẫu thân tôi bản tính vốn độ lượng, mỗi khi tôi khóc, bà luôn khôi hài bảo. Nữ ca sĩ nhí nhà ta bắt đầu khoe âm thanh vượt không gian rồi. Cũng có người mách nước, bảo gia đình nên viết mấy chữ vào tờ giấy vàng như Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Nhà tôi có con bé khóc hăng, quân tử đi ngang đọc mấy biến, hệ thức liền ngủ đến sáng, ngoan. Nhưng mẫu thân cảm thấy chịu đựng được, nên chẳng viết chán chi. Lúc đó, hình như tôi được thể, cứ khóc mãi không thôi. Ngay cả ban đêm, bất kể bạn thích hay không, nữ ca sĩ nhí tôi cứ ngân mãi âm dài, hét cao, sướng to cực độ. Đủ trăm ngày mới đình chỉ. Ba mẹ và láng giềng cuối cùng cũng được hưởng phút giây bình yên. Tuy tôi khóc lâu như vậy, song chẳng ai nghiên cứu, tìm hiểu hay đem đến bác sĩ khám chi cả. Bây giờ thì tôi suy đoán, có thể do thấy thế gian này khổ quá, nên tôi mới khóc dữ vậy đó. Mẹ kể, khi tôi tạm lớn chút, trông rất mõm mĩm, mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, ai cũng cưng yêu và bảo rất thích đôi mắt sáng to trong veo của tôi. Mỗi lần gặp đều không nhịn được, luôn muốn dừng lại trêu tôi đôi chút. Nhưng tôi khăng khăng không cho bất kỳ ai chọc phá. Ngay cả phụ mẫu còn không thể, huống nữa là người ngoài. Đa số con nít ưa tụ họp chơi đùa, nhưng tôi hễ bị trêu là không ưa và phản đối bằng cách khóc lên. Tôi không hay chơi đùa với các trẻ khác, cũng không ưa ồn đông đúc. Khi chụp hình kỷ niệm toàn gia, cả gia đình ai cũng chọc cho tôi cười, nhưng không sao khiến cho tôi cười được. Các dì tôi thường đùa, gọi tôi là Tiểu Nhi Thâm Độc. Hôm nay, tôi đã là người cửa Phật. Có thể tạm giải thích nguyên nhân tính khí của mình theo bài kệ Cảnh Tỉnh. Mỗi ngày trôi qua, mệnh cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có gì vui. Có lẽ tư duy này tiềm ẩn trong tàn thức, nên mới khiến tôi buồn khóc, vì thêm một lần nữa bị bất hạnh luân hồi lưu chuyển. Hình như giải thích như thế này có vẻ hợp hơn. Lúc được 14 tháng, tôi vào nhà trẻ, mẹ tôi mấy lần lén quan sát, thấy tôi thường im lặng ngồi một mình, cứ trơ như gỗ nhìn đám đông. Các bạn nhỏ giống như tôi mới đến thế gian này chưa lâu. Đám con nít
với đủ trạng thái, cười có, khóc có, bò có, quỳ có, vân vân. Những hiện tượng hỗn tạp này hình như khiến tôi vô phương tiếp nhận, nên đôi mày thường nhíu lại, hiện vẻ căng thẳng. Có lúc gặp bạn nhỏ chủ động tới chơi, muốn an ủi con bé cô độc như tôi, thì tôi luôn tỏ ý ưa ngồi một mình, chừng như khó hòa nhập cùng đám đông. Do vậy mà các dì tôi nói, hiện tại là tiểu nhi thâm độc, lớn lên là đại nha đầu thâm độc. Nhưng tôi cũng thích giúp đỡ bạn. Bạn làm rớt bánh, thì tôi cúi xuống lượm đưa cho. Vậy mà nó tưởng tôi dành ăn, nên cắn tôi. Đúng là hiểu quá sai, đồ cái thứ, lấy ác đáp thiện. Tôi oan khuất bật khóc, sau đó chẳng ưa chơi hộp quần nữa. Mẫu thân nói, tôi từ nhỏ đã ngủ rất ít, cực ít, chưa từng nghỉ trưa. Mẫu thân làm việc khoảng 6 giờ thức dậy, thì tôi cũng thức theo, trưa cũng chẳng ngủ. Vào nhà trẻ buổi trưa cho ngủ 3 tiếng, tôi cứ lăn qua lộn lại trên giường không ngủ, cô giáo cũng bó tay. Khoảng 3 tuổi, trí lực tôi tạm khai mở, bầu bạn cùng các câu chuyện đồng thoại thật hay do mẹ kể mà lớn lên. Nhân vật trong chuyện luôn xả thân vì người, phẩm cách chân thành, thiện lương tươi mát, cứ vậy mà thấm sâu vào tâm linh thơ dại của tôi. Sức nhớ và sự tưởng tượng, tư duy của tôi tương đối cao. Tôi học tập rất dễ, không hề tốn sức. Tôi có một tật khiến cho mẹ rất phiền, là hồi nhỏ, mỗi khi mẹ chải tóc, tôi luôn dậy nảy khó chịu, giống như bị cực hình. Mùa hạ, mỗi lần mẹ chải tóc, tôi đều khóc ầm lên, khóc đến mặt mày nhem nhuốc, khiến mẹ cũng toát mồ hôi theo. Ngày nào cũng vậy, ai mà chịu thấu. Cuối cùng, mẹ tôi nói, thôi thì cạo quách nó đi cho yên chuyện. Vì vậy, mà 2 tuổi, tôi đã cạo đầu, 3 tuổi, lại cạo lần nữa. Nếu không tiện để tóc dài, thì cứ cắt như kiểu con trai. Như vậy, cả tôi lẫn mẹ đều khỏe. Bây giờ thì khỏe hơn nữa, vì được cạo vĩnh viễn. Mẹ tôi nói, tôi rất có phong thái và thích làm khất sĩ. Mùa hạ, đến giờ ăn, mẹ chưa tan sở về nhà. Do ở chung cư trời nóng, mọi người hay dọn ăn ngoài sân. Nhà nhà cách nhau không xa. Những lúc đó tôi thường cầm cái chén, đến gần họ, đứng bên bàn, không nói gì, im lặng nhìn họ ăn cơm. Láng giềng thấy vậy mỉm cười, nhìn tiểu khất sĩ nhỏ bé như tôi, hỏi. Con đói bụng hả? Tôi im lặng gật đầu. Họ liền đơm cơm và thức ăn vào chén cho tôi. Nếu như tôi ăn chưa đủ, thì lại đến cạnh bàn họ im lặng, khất thực lần nữa. Cho đến bao giờ cảm thấy no bụng thì thôi. Việc này từng xảy ra lúc tôi 4-5 tuổi, khiến mẹ tôi rất ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi học rất mau biết, siêng năng, nhớ dai. Tùy theo tuổi tác tăng, mà năng lực làm việc cũng phát mạnh mẽ. Hồi học lớp ấu nhi, 5 tuổi tôi đã được cô giáo chỉ định làm trợ thủ, giao cho nhiều việc để làm. Lên tiểu học, năng lực này càng tăng, thành tích học luôn ưu tú. Tôi làm việc sôi nổi nhiệt tình, yêu tập thể. Suốt 6 năm tiểu học, luôn được trường bầu chọn là học sinh xuất sắc. Năm nào cũng làm trưởng lớp và chẳng còn chút dấu vết gì của tiểu nhi thâm độc. Nhưng tôi vẫn có thói quen ngủ ít, không bao giờ ngủ trưa. Tôi làm việc học tập luôn đứng đầu, nên kiêu khí cũng tăng cao. Cô chủ nhiệm muốn dẹp kiêu khí của tôi, nên trong niên học nọ, đã cố ý đem mỹ danh học sinh ưu tú cấp tỉnh của tôi giáng xuống cấp địa phương. Vì việc này mà cô phải đặc biệt đến nhờ mẹ tôi phụ giúp. Mẹ tôi hào sảng đáp ứng. Nào ngờ sau việc đó, cô bị hiệu trưởng giận dữ quở trách, rất nghiêm. Bây giờ nhớ lại, tôi thầm hiểu cô vì lo cho tôi mà phải động não dụng tâm gian khổ. Trong lòng tôi xấu hổ, thấy nấy mãi. Mỗi khi nhớ đến nghĩa tình ân sư nang báo kia, tâm cứ nặng nề như bị đá đè. Hồi tưởng lại thời thiếu nhi,
cha mẹ tôi đồng lương khiêm tốn, ráng lo cho tôi ăn học. Tôi chơi với bạn, họ cần gì tôi đều đáp ứng. Có khi bạn mượn 1 đồng, 2 đồng, không trả nữa, tôi cũng chẳng đòi. Khi tôi lớn lên làm việc, kiếm tiền rất dễ dàng, kinh tế độc lập. Những y phục vật dụng đắt tiền, từ 100, 200, thậm chí đến số ngàn, chỉ cần bạn thích là tôi sẵn sàng biếu cho. Xuất gia rồi, tính cho biếu rộng rãi này càng phát hơn. Hồi tưởng cuộc đời mình gần 30 năm, tôi có cảm giác, ắt hẳn kiếp quá khứ mình từng là tu sĩ. Do hối hận, một niệm mê đi vào luân hồi thọ khổ, nên mới khóc dai dẳng. Tính không ưa chơi đùa ồn ào, mà quen khất thực, biết thương xót tử vong, yêu quý động vật, xem nhẹ tiền tài. Mọi việc nếu tư duy theo kiểu này, thì đây có lẽ là đáp án chính xác. Nhiều người hay hỏi tôi một câu họ thắc mắc chung là, vì sao lại xuất gia? Quả tình tất cả họ đều nghĩ không thông nên cứ suy đoán mãi, rốt cuộc đành kết luận rằng, chỉ có thất tình, chán đời, sự nghiệp thất bại, bị phụ rẫy, tinh thần bị sốc, vân vân, nên mới phải xuất gia. Thậm chí các bằng hữu cố cựu của tôi còn nổi giận, tìm đến gây cãi, mắng tôi là kẻ tự cam đọa lạc, quá mê tín cố chấp, nên mới xuất gia, và họ xúm nhau thuyết phục khuyên tôi mau mau quay về. Đúng là cái nhìn thế nhân dành cho các tu sĩ hiểu lầm quá sâu. Họ cho rằng sự lựa chọn của tôi là không có lý trí, là bất bình thường, là điên. Sao là bình thường? Sao là bất bình thường? Trước khi tôi xuất gia, cũng từng sống rất vui nhộn như bao người. Thời ấu niên tôi bầu bạn và lớn lên cùng với những câu chuyện đồng thoại mà mẹ kể. Thời tiểu học, sơ trung, cao trung, tôi ưa nhất là thú vui đọc sách, trữ sách, thư viện riêng của tôi chứa đầy danh tác thế giới. Tôi hay sưu tầm trích dẫn các danh ngôn danh nhân, rút tỉa chân thiện mỹ từ trong đó, và thường đem các câu răng dạy của cổ thánh tiên hiền để răng nhắc khuyên mình tiến lên. Thời sơ trung, tôi ưa đọc các sách huyền bí, nói về đĩa bay. Trong não chứa đầy những thắc mắc như, có người ngoài hành tinh ở địa cầu khác chăng? Trời cao đến đâu? Sau khi chết rồi, mình sẽ đi về đâu? Năm đó tốt nghiệp sơ trung, một bạn thân của tôi vì thi rớt nên uống thuốc rầy tự tử. Nhìn tấm ảnh cô bạn gái tuổi trẻ, mặt còn non choẹt, đôi mắt sáng như thuở nào, còn đeo theo tôi chơi đùa trò chuyện. Tôi rơi nước mắt. Mạng sống sao quá vô thường, mong manh, ngắn ngủi trong hơi thở. Sống không phải để đau khổ, mà phải làm sao để không khổ. Tôi nhìn thấy bạn bè quanh mình vì tranh giành công danh, vùi đầu học thi, lo chuyện đậu rớt mà khổ đau rên rỉ. Dõi nhìn đại lộ dòng xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng. Mặt mày khẩn trương, chứa đầy phiền lo không đâu. Các nam nữ tuổi trẻ thì cuồng nhiệt săn đuổi, bắt chước theo thời trang của các ngôi sao điện ảnh, tranh hơn thua nhau bằng hàng hiệu. Dùng quần áo đúng mốt thời thượng để lòe nhau. Tôi thầm nghĩ, những đua đòi trần thế lao sao thật hỗn tạp và bát nháo. Đằng sau những cạnh tranh khốc liệt vô nghĩa đó, phải chăng có nhiều người vẫn âm thầm thiết cô độc, tự an ủi mình trong thê lương? Rốt cuộc, con người ta sống để làm gì? Đi học cực khổ, nỗ lực phấn đấu. Cả đời vật lộn đua tranh là để truy cầu cái gì? Có phải tiền bạc, vật chất cũng không đem lại hạnh phúc thực sự cho đời sống chăng? Còn tình yêu nam nữ, những lời hẹn biển thề non, những lời nguyện hứa sống chết với tình, liệu có thể duy trì và kéo dài bao lâu? Tuy cảm thấy rất cô tịch,
chán nản. Tâm linh luôn buồn rầu cảm thán. Những cảm xúc yếm thế này nhanh chóng bị cuộc đua tranh thi vào đại học phủ lấp. Nhưng lại chuyển thành làn sóng ngầm mạnh mẽ ẩn tàng tận đáy lòng tôi. Tôi nghĩ, thôi thì dùng màu áo lính và cuộc sống quân sự để thay đổi nếp sinh hoạt sa sút. Tiếc là, cảnh vui không bao giờ bền lâu. Một bước trở thành nữ sĩ quan, tôi dần dần cảm thấy chán phiền trong cảnh thay đi thịt bước, bầu rượu túi cơm này, chán nếp sinh hoạt tẻ nhạt và những mối giao tế hư ngụy, chán ghét sự lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Làm việc kiếm tiền, dưỡng da nuôi miệng, tiêu khiển giải trí, ngày lại ngày, năm qua năm, cứ thế không đổi. Hôm qua chờ hôm nay đợi ngày mai, không có gì khác lạ. Tôi bi ai, cảm thấy mình từng bước tiến về tử vong một cách khó chịu. Lỗ Tấn nói, không hài lòng là đang hướng thượng. Nhưng bây giờ, tiền tài, danh vọng, địa vị, những thứ mà thường nhân cả đời ước ao tranh giành không ngừng, thì tôi có rất dễ. Nhưng lại thấy chẳng có chút ý nghĩa chi. Tôi tuyệt không có tâm muốn chiếm hữu. Thế thì tôi truy cầu cái gì trong cuộc sống? Tôi giống như một kẻ lang thang ưu buồn, lạnh lẽo, giọng nhìn chung quanh, sau lưng mang mang, trước mắt mờ mịt. Tôi thử sống như mọi người, cũng tiêu xài, giải trí theo cách sang cả phong lưu, dùng toàn hàng cao cấp đắt tiền. Cũng quần là áo lụa, trang điểm thật xinh, thử vào các quán sang trọng rực rỡ ánh đèn nhấm nháp cà phê, sâm banh. Nhưng lại thấy thê thảm hơn khi phát hiện mình giống như một tên hề đáng thương không thuộc vai diễn, ngồi co ro trong một góc. Sau đó, tôi gửi tình vào sơn thủy, lấy thiên nhiên làm lương dược, để điều trị tâm linh bất thường này. Tôi mê say và thích sống giống như tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký từng diễn tả, muốn làm ẩn sĩ để mùa đông hái cúc, mùa hạ ngắm núi Nam. Cây kiểu lấy núi đồi bách tùng làm bạn lữ, sinh hoạt thanh nhàn, với mây trắng gió lành làm tôi thích thú. Ở trên núi, tôi được dịp tiếp xúc với tự viện và người xuất gia, bước vào đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Tâm tư phiền muộn bất an trở nên yên tĩnh rất nhiều. Giọng nhìn một tăng sĩ mặc áo tu, phong thái siêu nhiên thanh thoát, tôi bỗng khởi tâm ngưỡng mộ ước ao, tự nói thầm. Nếu như ngày nào đó, tôi được mặc chiếc áo giải thoát này, thì tuyệt biết mấy. Nhân duyên hội đủ, song thân tôi quy y Phật môn làm cư sĩ. Nhân đó cũng dìu dắt tôi đi vào đường học Phật. Tôi vô cùng cảm tạ mẫu thân đã giúp cho tôi có bước rẽ trọng đại. Mẹ tôi nhẫn nại giảng giải. Tôi bỏ công nghiên cứu một số kinh sách để thâm nhập Phật môn, cảm thấy như vừa tỉnh cơn mê dài, vui gì, thoát thai đổi cốt. Những cảm xúc khó chịu quẩn bách trong tôi thấy đều tìm được đáp án nơi kinh Phật. Tôi chưa bao giờ có qua niềm khinh an hỷ duyệt như thế này, lòng cảm kích không nguôi. Tuy tôi là một bác sĩ, nhưng chỉ có thể giải quyết cái khổ nhất thời cho thân xác bệnh nhân, còn cái khổ về tinh thần, cái khổ của tử vong thì vô phương đào thoát, và đối với vấn đề căn bản trọng đại như sinh tử, tôi đành thúc thủ bó tay. Phật là đại y dương không gì không thể trị, là bác sĩ tài giỏi tối cao trong cuộc đời, bệnh gì Ngài cũng có thể chữa. Tôi muốn tu học theo Phật, và tôi khó bề kìm nén ước muốn này, càng vô phương khắc chế niềm tôn kính, muốn đảnh lễ tạ ân cao vợi không gì sánh được của Phật. Tôi biết, từ vô lượng kiếp đến nay, mình tội nghiệp vốn thâm trọng. Vì vậy sau khi quy y làm cư sĩ, tôi nỗ lực bố thí.
đem tiền bạc vật dụng sở hữu cúng dường tượng Phật, in kinh sách, phóng sinh, hộ trì tự viện, vân vân. Thậm chí có mượn tiền cũng phải làm cho bằng được. Bây giờ nhớ lại thái độ chấp trước để bố thí lúc đó mà buồn cười. Khi gặp Phật Pháp, tôi cho rằng mình đã tìm được kho báu tối trân quý trong đời. Thế là đem tất cả sách thế tục, sách danh nhân và mọi danh tác, bưu tem mà mình từng tích chứa, sưu tầm từ trước đến nay, cho hết, không cần nữa, những chuyện về chư Phật Bồ Tát Đại Từ Bi và lịch Đại Thánh Đức Cao Tăng hạnh nguyện thâm sâu khiến tôi cảm động rơi lệ đầm đìa như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại Sư Ấn Quang, Đại Sư Quảng Khâm. Các ngài có đầy đủ đại nguyện, đại hạnh, đại dũng, đại bi, đi vào đời vì chúng sinh bằng sự nghiệp xuất thế, nhẫn nhục gánh giác, nguyện lực hùng thâm, hoằng dương chính pháp, quảng độ chúng sinh, quá tuyệt vời như vậy. Mỗi mỗi đều là Bồ Tát hóa thân, thừa nguyện tái lai, khiến bao nỗi niềm cảm kích, xúc động, tôn kính, khâm phục, sùng bái cứ trào dâng và thấm đẫm toàn thân tôi. Người thế gian do quan niệm sai lầm nên miệt thị giới tu sĩ, có kẻ cho người xuất gia là hạng ăn xin lường gạt dối lừa, có kẻ cho người tu là trốn trách nhiệm bổn phận xã hội, muốn náo thân nơi cửa chùa làm ký sinh trùng hưởng thụ, là kẻ giả thần lộng quỷ mê hoặc người. Có kẻ còn tưởng các tu sĩ giống như các nhân vật trong truyện tình cảm ủy mị hay các truyện võ hiệp thường viết, vì thất tình mà đi tu, hoặc là bậc đại hiệp có võ công tuyệt thế. Trong lòng tôi bỗng nghe đau âm thầm, đau mà không thể nói. Nỗi đau này càng đẩy tôi bước nhanh vào đường xuất gia. Trong Phật môn, hữu cầu tất ứng. Hoặc có lẽ trong vô hình, trời xanh đã thầm an bày. Không bao lâu, tôi được vị ân sư Đạo Cao Đức Trọng 80 tuổi thế pháp cho. Sư phụ tôi xuất gia từ nhỏ, một đời khổ hạnh. Thời tuổi trẻ, ngài lên núi tu hành, lấy rau cỏ làm thức ăn. Thu hạ xuân đông, chỉ có một y bá nạp, giá chùm giá đực. Ngày ăn một bữa, tùy cảnh mà an, chẳng cầu danh lợi. Ngài vui sống đạm bạc theo tôn chỉ. Chẳng vì bản thân cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh thoát khổ đau. Được ngài Hư Vân ngợi khen. Tôi quyết định dùng máu mình chép kinh cúng dường, bày tỏ tâm nguyện muốn làm tu sĩ. Cảm ơn sư phụ từ ái nhiếp thọ và mẫu thân sáng suốt cư nghị đã đưa tôi đến con đường giải thoát, nhận thọ phúc duyên được sư phụ thế pháp. Lúc đó mẹ tôi cười bảo. Hồi còn nhỏ con không ưa để tóc, thường phải cạo đầu. Lần này xem như là cạo vĩnh viễn rồi đó. Tôi hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của mẹ. Bà muốn tôi nhất định phải kiên tâm đi trên con đường này đến cùng, không được hồi đầu. Sư phụ từng hỏi tôi. Con có sợ khổ hay không? Tôi thưa. Dạ không. Bởi vì, gần 7 năm sống trong quân đội, đã mài luyện ý chí tôi kiên cường vô úy. Nhưng khi làm tiểu sa di, lần đầu đối diện với công tác cánh phân, tôi không khỏi kinh hãi. Con gái thành phố chưa từng gánh nước hay gánh qua bất cứ thứ gì. Bây giờ phải gánh đôi thùng phân to đùng, vừa dơ vừa thúi, văng lên mình là muốn nôn. Nhưng tôi chuyển niệm nghĩ lại. Muốn học hạnh Bồ Tát, thì phải dùng đây mà phá ngã, phá hết chấp trước đối với sắc thân. Tôi nhớ, hồi ở y viện, từng công tác điều trị tại khoa phỏng, hằng ngày tiếp nhận bệnh nhân thảm đến chẳng nỡ nhìn. Vì toàn bộ mặt mày nạn nhân đều phỏng. Những nạn nhân này trong quá khứ từng có dung nhan thanh tú xinh đẹp mê hồn. Cũng có người anh tuấn tài hoa siêu quần bạc chúng. Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, họ đã bị ngọn lửa cướp đoạt nhan sắc và tính mệnh, thậm chí bị phỏng đến hình dạng xấu như ma, chẳng ra dáng người nữa. Sắc thân này vô thường, và chẳng có gì đáng để ái tiếc.
tôi đặt mình vào lúc đang công tác chữa trị những người đang sống mà thân bị thiêu cháy, thì lập tức có thể vui vẻ gánh phân ngay. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng thích ứng với mọi công tác gánh nước, bữa củi, cày ruộng, gieo trồng, nấu cơm, hành đường, vân vân. Các công việc này hồi ở thành phố tôi chưa làm qua. Tôi hiểu lao động cũng là một loại thiền mỹ lệ, giúp đã phá mọi chấp trước và mài luyện tâm trí, làm giảm thiểu vọng tưởng và tăng gia phúc báo. Tôi không ngăn được giọt lệ cảm ơn chư Phật Bồ Tát. Tôi thầm cảm thấy mình tội nghiệp sâu nặng, làm chướng ngăn tâm trí, huệ căn mỏng bạc. Nghĩ đến sư phụ muốn tôi phát tâm đại bồ đề, lấy giới làm thầy, lấy cảnh khổ làm sư, tôi xấu hổ vạn phần. Một lần tình cờ, tôi đến vùng Tứ Sơn, bị tín ngưỡng toàn dân ở đây làm chấn động, bất kể họ bao nhiêu tuổi, từ em nhỏ khoảng 3-4 tuổi cho đến người lớn 70-80. Tất cả đều chí thành, cứ tam bộ nhất bái, năm dốc sát đất đảnh lễ Phật. Dù trời đang lạnh buốt rất khắc nghiệt, tuyết rơi phủ núi. Nơi này, dù thiếu nước ít lương, cảnh ăn tuyết nằm sương, cũng chẳng ngăn được nhiệt tâm đảnh lễ của họ. Khát thì nếm một nắm tuyết, đói thì nuốt một nhúm bộ samba. Tâm tư họ cực kỳ thành kính, nhờ vậy mà có được niềm vui thánh khiết. Đây há tâm của kẻ thường nhân có thể hiểu tới, tuy khổ tu mà chẳng khổ, trong cực khổ mà cực lạc. Về đến nước mình rồi, tôi cảm khái vô hạn so với đạo tâm của người dân ở Tuyết Sơn. Hàng tu sĩ nội địa chúng ta sống nơi đây đâu có đạm bạc gì. Một bề là đang hưởng phúc đó chứ. Nhưng lúc sau cuộc sống hưởng thụ vật chất cao độ, tinh thần đạo đức thường bị suy di. Vì người ta dễ lười biếng, mặc tình buông lung, ham hưởng thụ, nên dễ tật đố và phát sinh chướng ngại. Biến chiếc áo tu hành thành ô bảo hộ. Dung túng tham sân si mạng nghi, tàn ẩn bên trong. Mặc tình cho chúng phát triển sinh sôi tràn lan, tôi thầm cảm thấy mình là hạng người có chủng tử địa ngục, chẳng chút tu hành. Ác tập dẫy đầy, mượn áo Như Lai mà không có chi để đền đáp, thật thẹn với danh Thích Tử. Chư Bồ Tát kiếp xưa từng lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực. Tôi chẳng có phúc báo, càng không trí huệ, chỉ có một trái tim nhỏ bé, cũng làm gan phát nguyện. Xin dùng máu mình sao chép Phật Kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tận hư không pháp giới. Nguyện tất cả chúng sinh cùng đăng bồ đề, viên thành Phật đạo. Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tôi không thể cắt lưỡi làm mực như Đại sư Trí Thành, nên chỉ trích máu tay làm mực, chép kinh Hoa Nghiêm. Đến nay đã chép xong kinh Địa Tạng, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Hiện chưa chép xong kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Một đời chẳng mong cầu chi, xuất gia là tôi tự chọn, không hối hận, kiên định không đổi. Bởi mới nói, vinh hoa phú quý, danh hư lợi ảo, thâm tình bè bạn, ái tình. Tất cả chẳng qua, chỉ là mộng huyễn bào ảnh khói sương qua mắt. Ta bà thế giới nhiều khổ không vui. Chúng ta chỉ là lữ khách tạm trú, là Phật tử lưu lãng trong cõi ta bà. Bấy lâu trôi nổi bên ngoài đã thấm bệt, khốn đốn, xin hãy nên sớm quay về. Quả khanh kính bút, và xin sám hối sư Diệu Dung vì đã ghi mà không xin phép. Người ưa câu cá. Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Thử nghĩ xem. Nếu như đem móc câu sắc bén đó đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là, dù thế nào, người ta cũng không có cách nào chịu nổi. Nhưng, nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui. Câu không biết mệt. Thậm chí, còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa. Cái lý luận
câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường. Đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển thả câu. Vừa câu, vừa uống rượu nhắm với mồi ngon, thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp, sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng đề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu, không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Bang. Hôm đó là chủ nhật, A Bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó, tân khách đến dự chợt cửa, yến tiệc hết sức sang, có đủ thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng. Muốn ăn gì đều có nấy, thực khách hưởng dụng thỏa thích, nhưng vẫn không sao ăn hết. A Bang ưa ăn cá và nội tạng. Nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì A Bang bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quán dùng tay kéo ra, nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên, nên vội chạy qua phụ giúp. Nhưng hai mắt A Bang đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra. Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng vào yết hầu của A Bang. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Bang nó bị ép ló ra, cho nên khi A Bang càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Bang. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A Bang trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A Bang là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Tị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân. Dương tiên sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày, cứ chạm vạng tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ, ông dự tang lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi, cho dù có nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn,
thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây, ông chưa hề thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120 km/h, nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa là vết tét phía trên lẫn phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu 7 lần mà vẫn không khép lại. Vì hễ khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì hai khóe mép của ông lại lở loét xương phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kín. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét. Hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lở vậy. Hôm nọ, vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buộc miệng nói: "Ôi trời ơi, miệng ông há to như vậy, giống hệt miệng con cá mắc câu à." Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh, giống như một lời cảnh báo, khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều khéo rách miệng cá, làm cho nó lở loét cả vòm miệng. Bây giờ ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa, đối trước Phật ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm đó trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn lở sưng nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Những điềm mộng báo trước. Lời tác giả. Xin giải thích, đây là chuyện kể về những giấc mộng báo trước nạn tai xảy ra trên thế gian, do một pháp hữu của tôi nằm thấy, rất có giá trị và đáng để chúng ta tham khảo, vì có ý nghĩa rất lớn đối với việc biến hóa thế nhân. Xin hãy đọc và rút ra những tinh hoa để sống tốt, cũng như phổ biến những điều hay này. Nguyện mọi người đều tin sâu nhân quả, siêng năng đoạn ác tu thiện. Tất cả đại nạn phát sinh trên đời đều do ác nghiệp chung của mọi người tạo trong quá khứ đã chín mùi mà chiêu cảm nên. Nếu như ngay đây, mỗi người tự biết phản tỉnh sám hối, đoạn ác tu thiện, thì có thể chuyển cộng nghiệp thành biệt nghiệp, khiến ác báo trong quá khứ chẳng có thể trổ mà không thọ ác quả. Quan trọng là ta không được tái phạm lỗi cũ, không tiếp tục tạo ác nữa. Chúng ta hãy phát nguyện từ phút giây này về sau, thề đổi mới bản thân, làm lại từ đầu, chân thành sám hối, bỏ xấu khuân tốt, dứt sát ăn chay, phóng sinh, rộng hành thiện nghiệp, nghiêm giữ năm giới, tự nhiên đời sống sẽ cát tường bình an. Nguyện mọi người nỗ lực tu sửa bản thân trong sáng, để cuộc sống luôn rạng rỡ hạnh phúc. Đây không phải là bài văn của đương sự, tôi chỉ là người viết thay sau khi được thuật giả kể ra câu chuyện và ủy thác nhờ phổ biến dùm. Bây giờ mời bạn đọc nghe câu chuyện kể của người trong cuộc. Hiểu rõ chân tướng địa chấn. Nhiều năm nay nước tôi thường xảy ra tai nạn, đặc biệt
là mấy năm gần đây, Vấn Châu liên tục bị đại chấn, Ngọc Thụ cũng bị địa chấn. Lục lội giáng toàn quốc, khí hậu lạnh nóng thất thường, tai nạn liên biên. Mấy ngày trước, Nhã An Lô Sơn phát sinh địa chấn, việc này đã khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ, mình cần phải đem những điều đã thấy trong mộng phổ biến ra, cũng là để báo đáp đại ân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chắc chắn, sẽ có nhiều người phản cảm với những điều kể trong mộng, sẽ cho đây là lời hoang đường, vô căn cứ. Cho dù quý vị khinh rẻ, xem thường những gì tôi kể ra, đối với tôi cũng không hề chi. Tôi chỉ hy vọng, chỉ cần trong số độc giả, có được ít người chịu hồi tâm hướng thiện, như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Trung tâm của vũ trụ vốn là tình thương, là lòng đại bi. Có lòng yêu thương nhân ái, con người và vạn vật mới sống với nhau thuận thảo, hài hòa. Nghĩa là, ta không làm gì xâm phạm môi trường thiên nhiên, mà luôn trân trọng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ, từng sinh mạng của người và vật. Nếu mọi loài sống hài hòa như vậy, thiên hạ sẽ thái bình. Phật Pháp giảng, vạn pháp giai không chi, có nhân quả bất không. Tận hư không khắp pháp giới vốn là đồng thể, đều là anh chị em. Đối với núi sông đại địa, khoáng sản và động thực vật, chúng ta phải có lòng trân quý, ái tiếc. Nếu làm tổn thương, chúng ta sẽ nhận quả báo dồi dào. Đây chính là luật nhân quả căn bản của vũ trụ, là thế giới quan vô hạn lượng. Bây giờ chúng ta phải động não, chịu khó tư duy để nhận chân vấn đề cho thấu đáo. Vì sao nhân loại đối với thiên nhiên không ngừng phá hoại, chiếm đoạt và luôn gặp phải bão lũ cuồng phong do thiên nhiên đáp trả lại? Trong tạng truyện Phật giáo, có một cuốn tên là Mộng Du Già. Trong đây liệt kê có 3 loại mộng. Loại 1 là thường dân hay nói, ngày nghỉ làm sao, đêm chiêm bao như vậy. Cho nên, các giấc mộng này hoàn toàn không có ý nghĩa, không rõ ràng và không logic. Loại 2 do nghiệp lực tạo trong quá khứ hiển thị qua mộng, chẳng hạn như đương sự thường mộng, thấy bị người truy sát, vân vân. Loại 3 do công phu tu hành đạt đến cảnh giới cao, tâm định phát dụng, hoặc được thần linh báo mộng, mộng này cần hội đủ 3 điều kiện. 1 Có trí huệ bẩm sinh, tức là trí huệ do nhiều đời tu hành tích lũy. 2 Có công phu thiền định tương đối cao, ra khỏi bùn nhơ và bất nhiễm chính là thiền tối cao. 3 Do phúc báo hành thiện nhiều đời tích lũy thành. Loại mộng thứ 3 luôn thấy rất rõ ràng, giống hệt như đang xảy ra ban ngày vậy. Phật giáo gọi mộng này là thanh minh mộng cảnh. Đây là linh mộng, thường xuất hiện sau 3-4 giờ sáng. Mộng này liên quan đến chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vấn đề này trong cuốn Đại Đức Đích Tương Quang Luận Thuật có giảng giải rất cụ thể và tỉ mỉ. Trước khi từ thuật các giấc mộng dự báo địa chấn, tôi nghĩ mình nên nói một chút về chuyện động vật, hay đến báo mộng, thỉnh cầu phóng sinh. Đây là cảnh mà vài pháp hữu của tôi cũng thường thấy. Hàng năm, cứ bắt đầu vào xuân, là loài rắn thường đến báo mộng cho tôi, xin tôi hãy đi phóng sinh chúng. Nhưng năm ngoái, chúng báo mộng vào cuối năm, còn báo mộng cho chồng tôi nữa. Có lúc, chúng báo mộng cho tôi liên tục suốt 3 đêm liền, xin tôi hãy phóng sinh con chúng trước, rồi sau đó mới thả chúng. Cuối cùng, chúng còn nói, nếu tôi phóng sinh chúng rồi, chúng sẽ rất tri ân, còn nếu như không thả, tâm báo oán của rắn rất mạnh. Xem ra động vật cũng rất yêu con mình, dù là độc xà, song những con rắn này lúc sinh thời có một số đã từng là người tu hành, cho nên rắn rất có linh tính. Chỉ vì tâm sân quá nặng, cho nên bị đọa lạc làm rắn, chính tâm sân cực mạnh đã sản sinh ra độc độc. Rắn cũng có một số là tiểu long hóa hình, là loài rồng nhỏ này vẫn có khả năng khuấy động địa cầu, gây ra tai nạn. Chúng có thể trở thành long thần, hộ pháp đắc lực cho người tu, nếu
chúng phát tâm quy y Phật, tình nguyện hộ vệ Tam Bảo. Các động vật khác cũng thường báo mộng cho tôi, kêu tôi hãy cứu chúng. Thường thì con vật báo mộng ngày thứ nhất là hôm sau ở ngoài đời thực, tôi sẽ gặp chúng. Trễ lắm thì ngày thứ ba cũng gặp loài động vật này, tình cảnh giống hệt trong mộng. Một lần nọ, có hai đội thiện nguyện đi phóng sinh, một đội thả cá chép và một đội thả ba ba. Tôi không tính đi, nhưng có chuẩn bị chút tiền gửi cho đội phóng sinh ba ba. Trong tâm, chỉ có ý tưởng vậy thôi. Nào ngờ tối hôm đó, ba ba báo mộng, kêu tôi hãy đi thả chúng, còn dặn tôi ngồi xe xuống trạm nào nữa. Trong mộng còn thấy rõ cảnh đội trưởng thả cá chép đang nói chuyện với người khác, bên cạnh còn có xe tải lớn. Ba ba còn dặn tôi phải dùng tay che mặt lại, đừng để cho trưởng đoàn thấy tôi. Chúng bảo, cô thả chúng con sẽ được phúc, các con của cô rất ngoan, dễ dạy, và tình cảm hai vợ chồng cô sẽ rất đầm ấm. Các động vật trong mộng còn kể cho tôi nghe chúng chết làm sao. Hồi làm người đã tạo ác nghiệp gì, luôn nói là chúng sẽ rất mang ân khi được phóng sinh. Mà thực vậy, loài vật rất có tâm biết ơn. Tôi từng phóng sinh hồ ly. Vậy mà ba lần trong mộng, chúng đã đến thăm tôi, bày tỏ niềm trân quý, thân thiết, thậm chí còn báo trước cho tôi biết rất nhiều việc sắp xảy ra. Chúng có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh tai nạn nào. Chẳng hạn như cuối tháng 6 năm ngoái, hồ ly đã báo mộng cho tôi, nói là tháng 7 sẽ có đại tai nạn. Kết quả, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh phát sinh lục lội khủng khiếp. Còn như trước khi Nhật Bản xảy ra đại địa chấn và sóng thần, thì loài cua đã báo trước cho tôi. Trong mộng, tôi thấy chúng lộ vẻ kinh hoàng lúng túng, từ đáy đại dương ngoi lên bảo tôi, ngày thế giới diệt vong đến rồi. Hôm sau, tôi kể cho chồng nghe là sẽ có địa chấn và sóng thần. Kết quả ba ngày sau, phát sinh địa chấn tại Nhật Bản. Những động vật báo mộng này rất có linh tính, chúng biết rất nhiều về chân tướng sự thật của vũ trụ, không như con người chúng ta, vẫn tưởng và cho là động vật, là ngu si, không có lý trí. Tôi đã 11 lần mộng thấy ngày thế giới mà, bắt đầu từ cơn địa chấn tại Vấn Châu. Hoạn nạn này là do chúng ta sát sinh quá nhiều mà chiêu cảm nên. Có nghĩa là, từ cơn địa chấn Vấn Châu đã khởi sự cho thấy thời kỳ thế giới mạt. Nhưng nói tận thế hay thế giới diệt vong không phải là địa cầu sẽ nổ, sẽ bị hủy diệt hay nhân loại chết sạch hết, mà có nghĩa là tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều, rất khủng khiếp. Tận thế là dứt kiếp của người ác, có nghĩa đây là thời điểm trả báo đến lúc diệt vong chung của kẻ tạo nhiều lỗi. Khi quả đã chín mùi thì báo tới. Tai nạn chung chính là cộng nghiệp khiến người ta đồng thọ báo chung. Trong mộng còn nói rõ, thế nhân đều biết năm 2012 là bắt đầu thời thế giới mạt, nhưng con người vẫn có thể sửa đổi, chuyển hóa bằng thiện nghiệp. Song, nếu như chúng ta vẫn sát sinh không ngừng, tùy tiện tạo đủ nghiệp ác thì sẽ rơi vào ngày mạt trên thế giới này. Đây là kết quả của việc sống làm lỗi mà nhân loại phải tự gánh. Những năm gần đây, tai nạn xảy ra liên miên bất đoạn, bao gồm địa chấn đang xảy ra đương thời. Đặc biệt là loài thủy tộc biết trước rất rõ. Cách đây không lâu, cá chạch đã báo mộng cho tôi. Nói, do nhân loại ăn thịt thủy tộc và động vật rất nhiều, tất nhiên để rửa hận, chúng sẽ gây nên một trận ôn dịch, báo oán, khiến những kẻ sát hại chúng bị mạng vong. Trong mộng, chúng còn cảnh báo rằng, lãng phí một chén cơm sẽ bị đói và giảm thọ một ngày, giết một con gà vân vân sẽ giảm thọ một năm. Báo mộng Nhã An Lô Sơn bị địa chấn. Trước khi Lô Sơn bị địa chấn chừng 2-3 tháng, một buổi tối, tôi có mộng thấy cảnh địa chấn nhưng mơ hồ, nên không nghĩ là nó sẽ xảy ra nghiêm trọng đến như vậy.
vào đêm Đô Sơn địa chấn, trong mộng cảnh báo rằng nạn này là do rắn, một loài rồng nhỏ báo thù. Bởi vì chúng ta ăn con cái thần dân của chúng quá nhiều, tâm oán hận của loài long xà rất mãnh liệt, cho nên chúng sẽ báo thù rất mạnh. Ở Tứ Xuyên, do con người sát sinh quá dữ nên tai kiếp khó tránh, vì vậy mà cả hai lần địa chấn đều xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong mộng còn nhắc nhở mọi người năm nay phải nên phóng sanh thật nhiều rắn, hơn nữa phải thường đi chùa tu thân tạo đức mới có thể tránh được tai nạn sau này. Nhưng nếu như con người cứ tiếp tục sát sinh, sau này thiên tai hoạn nạn sẽ đầy rẫy, rất khủng khiếp, và người ác sẽ diệt vong trước nhất. Phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó, có một bà hơn 50 tuổi, đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp, kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch Sư Phụ, con quy y Phật 4 năm rồi, cứ rằm mồng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiền tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này, mới biết ăn tam tịnh nhục, chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà, phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn á, là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, ngài mở mắt bảo rằng, người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép, bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng, cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng, muốn mau thành. Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bất xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc, tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyển tốt, âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà mà nương tựa. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi.
chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh, thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này. Thường nói ba điều tốt. Một, phải thường nói con cái tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. Hai, phải thường nói sinh hoạt tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. Ba, phải thường nói thân quyến bạn bè tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. Ba điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần, đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến. Gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sắc xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp, Hòa Thượng diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi. Sư Ni Diệu Dung, năm 2002 đi Trung Nguyên. Tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh. Hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cả thảy có 38 vạn từ, và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến, sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói: phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này, như vậy thì máu đâu cho đủ, cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, tánh tình hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng, là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý. Sau khi tốt nghiệp hành nghề, được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao. Nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên nghị của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây, được Hòa Thượng Thể Quảng, Đạo Cao Đức Trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vì nữ nhân tài Phật giáo có nhiều hành nguyện hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21, trong thời đại hôm nay, nhiều người nghe danh rất khâm phục, tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quy y Hòa Thượng Thể Quảng có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày, đích thân chứng kiến cảnh Sư Ni Diệu Dung tu hành, khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần 60 như chúng tôi phải thầm xấu hổ vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni Diệu Dung phát hiện chén của cư sĩ nọ
ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói, đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn giùm. Ông chẳng nên bỏ đồ dư, lãng phí như vậy. Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ Diệu Lợi cảm động bảo, sư Diệu Dung thật hết biết, vì quý tiếc từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người, chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư Diệu Kiến ngồi chung bàn nói, chuyện này mà nhầm nhò gì, đồ người khác nhổ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn. Cô giống hạnh nguyện ngày tiên quá ở Mỹ rồi. Phải biết, cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cảnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói, thức ăn chúng ta dùng đây, quả thực ngon, tốt hơn nhiều, so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi, thì thức ăn nào cũng nuốt được hết. Có nếm khổ gì, thì cũng không thấy khổ nữa. Cô rể, lúc mình mới xuất gia làm sa di, nhận công tác phải gánh phân, do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài, cũng khó tránh giảm đạp lên phân. Nên lúc lên điện, để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang vớ vào điện. Nhưng vì hàng ngày, thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần, chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng sư Diệu Dung vẫn nói, đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó, bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp, nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ Chuẩn Khá nói cô bị phong thấp đan y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt. Cô nghe xong, không sợ hay hoảng kinh chi, chỉ là trong lòng bất an, vì thấy mình tuổi còn trẻ, chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh, mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo. Như vậy, thiệt là sống không bằng chết. Sau đó, cô khấn nguyện trước Bồ Tát. Đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này, dùng máu huyết chép kinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo. Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào 10 ngón tay lấy máu, không đủ dùng, nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lảng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang, mà bản thân tôi không hề hay biết, và hoàn toàn không nhìn thấy. Đây có thể là nhờ Phật lực gia hộ, khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ. Lúc tôi chép xong 4 nguyễn kinh máu, thì hai chân hết phù thủng, khôi phục bình thường. Thật là Phật Bồ Tát xót thương gia hộ, khiến tôi có được mạng sống mới. Tôi cảm kích đến rơi lệ, không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ, nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát, hằng giữ 3 nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận vị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết. Hôm sau, đi y viện kiểm tra, bác sĩ rất kinh ngạc. Ông tuyên bố, tôi hoàn toàn hồi phục. Khi mẹ thấy tôi hết bệnh, bà rất mừng, đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi. Bà nghiêm nghị bảo, sư Diệu Dung, bệnh cô đã lành, hãy mau thu xếp về chùa, cô là người xuất gia, ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu. Đương nhiên, khi nghe những lời lạnh nhạt, chẳng có chút tình người như vậy, tôi thật khó tiếp thu. Phải gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra, tôi giận dỗi nói, con đi liền đây. Thế là tôi tôm góp hành lý đơn giản, bước ra kêu xe. Khi xe sắp chạy, tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ, Quách cư sĩ,
tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó. Xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lao dung dút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về, sẽ tu hành bê trễ. Chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học Phật, là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con. Mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào, chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo. Mẹ yên tâm nha mẹ. Như mũi tên một khi đã bắn ra, không bao giờ quay về. Con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại. Con sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ thỉnh cầu, Ni Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu, cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật, nghe kinh, pháp, tu hành. Đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ, lo hết tất cả từ ăn ở, thuốc men, cho đến vãng sinh. Các bác sĩ hộ lý, cùng những phục vụ viên, hoàn toàn là tình nguyện, phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở, chỉ cần đóng phí thức ăn, do gia đình quyến thuộc cung cấp, phần còn lại, đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận. Do nhân viên, bác sĩ hộ lý không cần đền đáp, nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Dung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp, góp tâm góp sức, hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Dung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thường trụ ở đây, hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh, đúng như dự tính, thì sư phụ và tôi, cùng các huynh đệ, rất sẵn lòng giúp Ni Diệu Dung, cùng mọi người tụ hội ở đây, dụng công tu tập, thành đạo Bồ Đề. Bài văn dưới đây tôi viết, theo danh xưng ngôi thứ nhất, để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật, nhằm giới thiệu truyền thực về sư Diệu Dung, từ sinh ra đến xuất gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị ni ưu tú trong Phật giáo, và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ. Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Dung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh, nghĩa là tên và địa danh đều đổi, không ghi thật. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư. Mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư, bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu. Tôi muốn chấn chỉnh lại những quan niệm sai lầm, hiểu trật về người xuất gia. Không những tôi hy vọng Ni Diệu Dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới, mà còn hy vọng ngày càng có nhiều Phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp hoằng pháp Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị đức, dùng lực tu để báo ân. Bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi, 10 năm về trước, luôn ngộ nhận, cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổn phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình, thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí, khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn, cái mặc, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những vị có chí xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phụng hiến hoằng pháp lợi sinh như sư Diệu Dung
thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các phần tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Các tu sĩ này, mỗi mỗi đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục. Chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời, nên không thể giới thiệu về các vị ấy. Cho nên, mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Diệu Dung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa thượng Thế Quang là cao đồ ngài Hư Vân, từng tán thán bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng, lời này tuyệt không phải là nói đùa, mà giống như ấn chứng. Xin nói rõ, bài văn này là hành vi riêng của cá nhân Quả Khanh, không liên can đến sư Diệu Dung. Nếu có điều gì khiến cho quý vị phải trách, thì đó là lỗi của tôi, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đây là bài viết có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót ba năm. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên Ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai: Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói: Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói: Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng Quở: Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa: Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến,
Như vậy có được không thầy? Lành thay, được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Nguyên nhân không ngờ, có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết, nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật Pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát giùm xem, bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này. Hòa thượng diệu pháp hỏi. Bà ngày trước ở nông thôn mà. Dạ, con vốn ở dưới quê, sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố. Lúc bà còn ở dưới quê, trên mái nhà bếp có một tổ chim yến, bị bà chọt rớt phải không? Dạ phải, tổ yến làm ở phía trên, rất là dơ bẩn, vì vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống. Sau đó thế nào? Chim yến về thấy tổ biến mất, buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp, rồi lượn vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu. Sau đó không biết nó đi đâu nữa. Hòa thượng diệu pháp khai thị. Tất nhiên, bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa, thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói, chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở. Tử cư sĩ như bừng tỉnh, gật gù nói phải. Sư phụ lại hỏi. Bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Hãy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ thì lượm đem về. Tích trữ dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền. Có việc này chăng? Nữ cư sĩ hỏi ngược lại. Con không có hề trộm, đoạt của ai, chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao? Ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc. Lẽ ra, bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xả, phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất là đúng, con chỉ nghĩ đơn giản rằng, vật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm là uổng phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài, từ nay con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. Lỗi bà phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh. Vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ, bà cảm thấy tốt hơn chưa? Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên, và vui mừng nói. Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi. Toàn thân thoải mái, hít thở dễ dàng lắm. Quán ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp, làm ăn rất phát đạt. Khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách.
còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân, sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa, vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời, mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt, miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt, mà còn to hơn vạn bội, mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn, và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập, hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi! Lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó! Sợ quá! Tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu!" Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích, không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Nguyên nhân đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tiết này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, 3 người chị của chàng đều xuất giá, là con trai út. Chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một nam nhân lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Con đường nhung gấm trải dài ở phía trước, nhìn chàng, thân thuộc bằng hữu đều ước ao được số đỏ giống như vậy, cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này: "Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trượng phu hùng dũng oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay, và cử chỉ hành động giọng nói của chàng
xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ, chắc là do từ bé, chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái, lại công tác kề cận, toàn với nữ y tá. Vừa rồi, khi kiểm tra cơ thể chàng, bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam. Trong hồ sơ, bác sĩ Ngô Y Sương, người chủ trị cho chàng còn ghi bệnh nhân Trương Vĩ Lục không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị hoạn tính vô năng. Có nghĩa là biến giới bất lực. Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dẫy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân, thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm có, khó được. Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào đại học y đạt thành tích hạng ưu tại Bangkok. Suốt 6 năm học đại học y, chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường. Hàng ngày khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép trái cây. Quan trọng nhất là buổi trưa và tối chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa, không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm, là món ăn nhanh, vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã 6 năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa, trước đây nhà nông nuôi gà ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ, nhưng bây giờ nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng, nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà. Song, những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hormone nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt 6 năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy. Nhưng căn cứ theo bối cảnh Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người. Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà. Phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó, do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ Trương, cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ?